con ngựa em cưới em chơi. Em chào cô. Chào em, làm gì bữa nay yêu đời quá ha, còn hát nhạc thiếu nhi nữa chứ. Tại vì cô biết sao không, em cảm nhận được là chương trình của mình càng ngày càng nhận được tình cảm và sự yêu mến từ phía quý vị khán giả đó cô. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ chào quý vị khán giả thôi. Dạ. Chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Rồi bây giờ thì em giải thích lại cho cô nghe thử xem cái chuyện mà em nhận được nhiều email của quý vị khán giả đó, nó có liên quan gì đến chuyện em hát nhạc thiếu nhi. Cô biết tại sao không? Hồi nãy em đến sớm em kiểm tra email thì em thấy là chương trình của mình vừa nhận được một email đến từ một ông bố trẻ. Rất là thú vị. Dạ, đây là email của anh khán giả tên là Nam ở huyện Bình Chánh. Anh nói là nhà anh có hai cô công chúa nhỏ, nhưng mà bà xã thì rất là hay đi công tác, cho nên là cái việc chăm sóc cho hai bé của nhà anh chủ yếu là do một tay anh quán xuyến. Hai bé thì rất là ngoan, chỉ mỗi tội là không chịu ăn rau thôi. Và cuối tuần vừa rồi cả nhà anh đi ăn món rau củ chiên giòn, các bé rất là thích, cho nên là anh viết mail về cho chương trình của mình, mong là chương trình của mình có thể hướng dẫn món này đó cô. Cô giúp anh ấy nha. Cũng dễ dàng thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả món rau củ nhúng bột chiên giòn. Để thực hiện món rau củ nhúng bột chiên giòn thì quý vị khán giả cần chuẩn bị khoảng 100g rau từng ô, một củ khoai lang khoảng 200g, nửa củ hành tây cắt ngang, cộng ngò rí, tương ớt chua ngọt, các loại gia vị thông thường và Agiquit bột chiên giòn hải sản. Cô ơi, trước khi mà cô sơ chế, em hỏi cô một câu nha. Được rồi. Nếu như mà em thích ăn những loại rau củ khác á, thì có được không cô, hay là bắt buộc chỉ được ba loại này thôi? Tất nhiên là được rồi, nhưng mà và quý vị khán giả, nếu mà trong gia đình chúng ta có sẵn đậu bắp nào, dạ, mình cho vào cũng được, khổ qua chúng ta cho vào cũng được, bí đỏ chúng ta cũng thêm vào cũng được. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta có thể tùy ý thêm vào các loại rau củ mà quý vị yêu thích. Chẳng hạn như chúng ta có thể thêm khổ qua nè, đậu bắp hay là bí đỏ vào trong món rau củ nhúng bột chiên giòn đấy ạ. Bây giờ giai đoạn đầu tiên thì quý vị khán giả sẽ sơ chế phần khoai lang nè. Chúng ta cắt thành nửa vòng tròn như thế này. Dạ. Khi mà quý vị khán giả cắt xong rồi đó thì chúng ta cũng chuẩn bị một tô nước và chúng ta cho vào khoảng nửa muỗng cà phê muối nè. Ngâm hết khoai lang mà chúng ta vừa cắt xong đó, chúng ta ngâm như vậy thì sẽ bớt đi cái phần chất nhựa ở trong khoai lang đi. Bây giờ phần hành tây á, quý vị khán giả cũng cắt khoanh dày khoảng chừng 0,5cm. Dạ. Để mà khi làm xong nó có những cái khoanh hành tây thì trông sẽ đẹp mắt hơn. Dạ. Sau khi cắt xong rồi chúng ta sẽ tách ra thành những cái khoanh tròn như thế này. Phần lõi thì chúng ta không sử dụng. Chúng ta sẽ bầm nhuyễn phần cọng ngò rí này đi. Mình sẽ bỏ ra cái chén nhỏ này nữa. Sang đến giai đoạn kế là các nguyên liệu tầng ô. Và chúng ta sẽ ngắt những cái đoạn ngắn có độ dài khoảng chừng 15cm như thế này. Dạ. Để chúng ta có thể nhúng vào bột và chúng ta chiên dễ dàng. Tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng Agiquit bột chiên giòn hải sản. Với gói bột Agiquit bột chiên giòn hải sản thì quý vị khán giả sẽ cho thêm khoảng 110ml nước. Và lượng nước này chúng ta cho vào từ từ tùy theo ý thích của từng người. Nếu mà chúng ta thích nhiều bột á, thì chúng ta sẽ pha bột hơi đặc một chút xíu. Còn nếu mà trường hợp chúng ta muốn loãng thì chúng ta có thể pha thêm nước để cho vừa. Quý vị khán giả sẽ đặt một cái chảo lên bếp để chúng ta chiên bột chiên giòn. Chờ cho dầu nóng, quý vị khán giả sẽ sử dụng thêm một ít Agiquit bột chiên giòn hải sản mà bột khô á. Chúng ta búng nhẹ một cái lớp mỏng lên trên cái phần cũ này. Bây giờ cô sẽ cho phần khoai vào trước để cô chiên nè. Dầu đã nóng rồi, chúng ta sẽ cho hết phần này vào và chúng ta chiên. Dạ. Chúng ta sẽ chuẩn bị một đĩa có sẵn giấy thấm dầu và vớt phần khoai ra. Và chúng ta sẽ tiếp tục chiên đến phần hành tây. Cô sẽ cho vào từng khoanh như thế này. Khi mà quý vị khán giả chuẩn bị vớt ra thì phải kiểm tra, nếu mà miếng hành tây có độ vàng giòn như thế này thì chúng ta vớt ra mới được. Bây giờ chúng ta vớt ra được rồi đó Kim Thảo. Dạ. Cuối cùng là chiên đến phần rau tầng ô. Quý vị khán giả sẽ nhúng tầng ô vào bột. Và một cái thao tác rất là quan trọng là quý vị khán giả sẽ dùng đũa, chúng ta vuốt xuống hết phần bột đi. Bây giờ cho nhánh tầng ô này vào. Khi chúng ta cho vào, chúng ta sẽ hơi lắc nhẹ như thế này để cho cọng tầng ô bung ra đẹp hơn. Wow. Vì tầng ô rất là nhanh chín cho nên thời gian chúng ta chiên sẽ ngắn thôi chứ không dài như là các nguyên liệu khác. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng lưu ý lại điều này nha. Vì tầng ô rất nhanh chín cho nên là chúng ta sẽ chiên sau cùng. Và thời gian chiên tầng ô thì phải ngắn thôi ạ. Và bây giờ thì cô vớt ngay tầng ô ra rồi nè. Quý vị khán giả sẽ tiếp tục đến phần pha nước sốt. Chúng ta sẽ sử dụng 2 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh tương ớt chua ngọt nữa. Cuối cùng là khoảng 1 muỗng cà phê cộng ngò rí chúng ta đã băm nhuyễn trong giai đoạn đầu. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến giai đoạn trang trí món ăn. Cô lại thêm một nhánh tầng ô nữa.
một nhánh tầng ô nè, khoai lang và hành tây đầy đủ hết. Dạ em cảm ơn cô. Quý vị khán giả nhìn thấy là màu sắc của rau củ vẫn còn được giữ nguyên và phần vỏ bọc phía bên ngoài thì có màu vàng nhẹ thôi. Ngon quá cô ơi. Quý vị khán giả thân mến, tầng ô thì có một vị rất là khác, giòn ơi là giòn nè, nhưng mà cái độ giòn của nó rất là nhẹ và kết hợp với một cái nước sốt lại càng thú vị hơn nữa, rất là ngon. Và loại rau củ mà em thích nhất trong ngày hôm nay đó chính là hành tây đó cô, được bao phủ bởi một cái lớp vỏ bên ngoài giòn giòn nhẹ nhẹ, rất ư là tuyệt vời. Thành ra là Kim Thảo tin chắc chắn rằng món rau củ nhúng bột chiên giòn mà ngày hôm nay cô Dì Thảo hướng dẫn đó sẽ thu hút được không chỉ các bé mà là tất cả các thành viên trong gia đình của mình luôn. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã sắp hết rồi. Xin cho Kim Thảo được nhắc lại hộp thư cũng như là số điện thoại của chương trình để quý vị có thể tiện liên hệ với chúng tôi. Hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam đó là 0838237557. Hoặc quý vị tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây thì đầu bếp Diệu Thảo cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.